Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ ở bên gia đình của mình. Sau khi nghe câu chuyện ma của Tân thì hãy đi chơi xuống đường phố, đi vòng vòng, gặp người yêu đồ ha. Thì câu chuyện hôm nay nó có phần lấn sân lên thành phố. Thì lúc này cái bác mà kể chuyện cho Tân đó là học được cũng khá rồi, coi như là khá những cái phép gọi là chứng yểm cơ bản và căn bản, cũng như là biết cách để mà khâm liệm hay là làm những cái lễ an táng cho người chết ở trong vùng. Thì thầy Ba Minh lúc này mới khai thính trở lại cho bác. Tại vì lúc này bác đã là một cái người gần như là thiếu niên, là bác đã 15-16 tuổi rồi, gần như là thiếu niên và đang trong cái quá trình học hỏi sâu về tâm linh. Thì những cái phép tắc để mà khâm liệm người chết, những cái phép tắc để mà an táng người chết thì bác đã học rành rỗi. Thì ngày hôm đó là một cái ngày rất là đặc biệt. Cái ngày hôm đó là một cái ngày mà vào mùa mưa, cái mùa mà gọi là người nông dân hay là những cái người mà gọi là trồng trọt đó, người ta trông đợi rất là nhiều. Và sau một cái mùa gọi là nắng nóng thì đây là mùa mưa, gọi là mưa đầu mùa. Thì mưa tầm tã kéo dài nửa tiếng đồng hồ mà không ngớt. Thì lúc này các bạn, thầy Ba Minh thì đang ngồi bên nhà của mình, còn bác là ngồi bên nhà của bác. Thì ba mẹ của bác mới kêu là con bưng một ít bánh chuối. Bánh chuối là cái bánh mà hồi mà người ta làm ở dưới quê hay làm đó, làm từ chuối mà chuối rụt hay là cái chuối gì màu đỏ đỏ đó. Đó là người ta mang qua bên nhà, bác đang ở bên nhà cho thầy Ba Minh dùng. Thì khi mà mang qua nhà thầy Ba Minh á, thì lúc này là bác thấy thầy đang ngồi dùng trà, đang ngắm trời mưa này kia. Thì hai thầy trò tâm sự nói chuyện với nhau. Thì bác mới nói rằng hôm nay cái mùa mưa đầu mùa mà nó dai dẳng quá thầy. Thì thầy Ba Minh mới nói là mưa đầu mùa lúc nào cũng vậy đó, nó dai dẳng vậy đó, là nó ngưng. Cả tuần lễ sau nó mới mưa gió bão bùng tiếp, nó kéo dài nhiều khi là cả mấy tháng trời. Mà cái mùi đất nó xông lên đó bạn, làm cho mình gợi nhớ cái quê hương qua cái lời kể của bác lắm. Hầu như bây giờ mà để có được một cái xóm hay một cái nhà mà có cây, có cái đất đai mà khi mà mưa xuống mà mình có được lại cái mùi hương đó, thì nó không phải được nhiều nữa. Ở Sài Gòn bây giờ nhà cao hết trơn rồi, nhà cao cửa rộng, nhưng mà bù lại là khói bụi mịt mùng. Mưa có xuống đi nữa thì cũng không nghe được cái mùi của thời xưa. Theo lời bác tả thì những ai mà còn cái ký ức của thời đó thì sẽ gợi nhớ lại qua cái lời kể của Tân ngày hôm nay. Thì hai thầy trò đang ngồi thì bác mới nói rằng là thầy, thầy dạy con coi quá khứ vị lai đi. Cái thầy Ba Minh mới bật cười, thầy nói trời ơi, tao đâu phải thần tiên mà coi quá khứ vị lai. Tao chỉ học được ba cái trò trừ ma diệt quỷ sơ sơ của thầy tao hồi xưa thôi. Chứ còn mà coi quá khứ vị lai là thành tiên rồi, là giờ này chết rồi chứ còn đâu mà sống nữa. Nhưng mà bối được mình sắp xảy ra chuyện gì đó trong cái thời gian ngắn thì có thể được. Thì thời đó là thầy Ba Minh thầy mới đem ra trong cái hộp, trong nhà một cái hộp gỗ. Thì mở ra thì có một cái khăn vải đỏ. Nó giống như hồi xưa mà cái vải đỏ nó giống như là cái túi bằng vải đỏ nhung. Nó giống như hồi xưa mà mấy bạn đi mua vàng đó, người ta hay bỏ vàng vô cái túi đỏ nhung đó đó, xong người ta rút hai bên lại, cái người ta bỏ vô trong cái hộp nhựa đem về để cất đó. Thì hồi đó là như vậy đó. Thì cái túi nó bự hơn chút xíu, nó bọc luôn cả được cái hộp gỗ. Thì khi thầy mà mở ra đó thì ở trong đó có rất nhiều đồ. thì có rất nhiều đồng tiền cổ và một cái mai rùa để mà bói. Thì các bạn biết rồi, có nhiều người người ta bói mai rùa, người ta bỏ đồng tiền như mai rùa người ta bói. Thì theo tử vi tướng số thì những cái người bói mai rùa hầu như là họ bói rất chính xác, họ bói rất là chính xác. Nhưng mà tùy theo cái gọi là thâm niên của người bói toán đó mà họ nhìn được xa hay gần, nhìn được cái số mạng của mình xa hay gần. Thì thầy Ba Minh mới lấy ra biểu diễn cho bác xem. Thì thầy lấy ra thầy lắc, thầy cầu này kia cái, thầy lắc lên, thì đổ ra ba quẻ. Thì thầy ngồi thầy coi, thầy nhìn xong thầy mới nói là thôi chết rồi, tao với mày sắp phải đi xa. Nhưng mà chuyến đi này có bộ vui tao với mày đi với nhau, chuyến này có bộ vui. Mày về nhà mày soạn dăm ba bộ quần áo đi, rồi chuẩn bị nhang đèn. Nhưng mà kỳ này nhớ mang theo pháp bảo. Thì pháp bảo là cái kiến chiếu yêu mà do thầy tự làm. Tại vì ngày xưa đó các bạn, không phải như bây giờ mà được hoành tráng mà người ta bán kiến chiếu yêu hay là bát quái đẹp như bây giờ, không có. Ngày xưa là phải tự làm. Những người thầy Pháp người ta tự làm những cái pháp bảo đó, người ta tự khai quang, người ta tự phong ấn, cái gì cũng tự làm hết. Từ cái tờ giấy phong cho đến chu sa, người ta mua về người ta không phải tự làm thành bột hay là thành nước hay là thành nhựa hay là thành keo, thì người ta phải tự người ta làm. Chính vì vậy mà những người thầy Pháp thời xưa đó, người ta rất là giỏi. Tại vì người ta làm cực thì người ta phải hỏi thầy của người ta là tại sao làm như vậy. Thì thầy sẽ trả lời rằng là cái bột nó có tác dụng gì, cái nhựa có tác dụng gì, cái nước có tác dụng gì, giấy phong màu trắng, màu vàng, màu đen, màu xanh, màu đỏ nó có tác dụng gì. Từ đó mà trị những con quỷ, con ma gì nó hay ho là ở chỗ đó. Thì lúc này là mới vô dọn đồ, là bác đi về bác dọn dăm ba bộ quần áo đó, đem chu sa, đem mực, đem giấy phong, đem kiến chiếu yêu do thầy tự làm này kia các cái. Thầy nói là thôi rồi, được rồi, dọn bao nhiêu đó trước đi. Nhưng mà kỳ này là mang chỉ hơi nhiều, chỉ đỏ đó các bạn, cái chỉ đỏ mà thường thầy hay dùng để mà chứng yểm đó. Thì lúc này là ngồi ở dưới thì mưa nó ngớt ngớt, có nghĩa là mưa nó cứ dai dẳng, mưa bong bóng đó. Nó từ đợt mưa lớn cho đến mưa bong bóng, nó là thành mưa phùn chút mà nó rớt xuống. Thì từ xa có cái chuyến xe lam, mà hồi đó các bạn biết xe lam mà bao nguyên xe đó, cũng là nhà có tiền thứ dữ. Thời đó xe lam là một trong những phương tiện đi lại phải nói rằng là thường xuyên. Thì bao chuyến xe lam đó dừng ngay trước nhà của thầy Ba Minh. Thì cái người bước xuống là một cái người phụ nữ, mà người này tương đối là lớn tuổi, lúc đó cũng tầm 60 tuổi rồi. Mặc dù trời mưa nhưng ăn mặc rất là chỉnh chu, là mặc một bộ áo dài theo kiểu truyền thống người Việt Nam mình thời xưa. Áo dài là áo dài nhung, một bộ màu lam từ trên xuống dưới, không đính hình đính cườm gì hết. Đằng trước là đeo một cái dòng chuỗi san hô, nhìn sơ là biết là Phật tử, là theo đạo Phật đó. Tại vì cái chuỗi đó đếm hạt là để người ta tụng kinh, người ta đếm. Nhưng mà là chuỗi san hô là dân có tiền đó. Thì bước xuống cái đi vô thẳng nhà thầy Ba Minh. Thì thầy mới nói rằng là bữa nay trời mưa cho nên là tôi mời nữ vô ngồi nói chuyện uống trà, chứ còn bình thường là đứng ở ngoài vàng khổ qua. Nhưng bữa nay là mưa lớn quá là mời nữ vô ngồi uống trà, rồi có chuyện gì thì cứ trình bày. Thì lúc này các bạn là thầy Ba Minh là cũng là cái người mà biết điều, chứ không phải là thuộc dạng mà quá khó tính nữa. Thì tôi nghĩ là một phần là trước đây thầy cô độc quá, có một mình thầy đối diện với ma quỷ, đối diện với lòng người, cho nên là thầy mới khó tính. Còn bây giờ từ khi có bác rồi, một cái chàng mà từ nhỏ rồi lớn rồi thành thiếu niên, rồi gia đình bác rồi chòm xóm bắt đầu nể trọng từ cái tình thương đó, thì cái con người của thầy Ba Minh nó cũng có phần thay đổi. Khi mời cái bà này vô bả giới thiệu, bả tên là Tuyền, gọi là bà Tuyền. Thì lúc đó là thầy mới hỏi nàng vậy chứ lúc đầu kêu bằng nữ đó, nhưng lúc sau sinh là kêu bằng cô. Đó là tôi hỏi cô chứ là xuống đây gặp tôi có chuyện gì. Thì bà Tuyền bà mới nói rằng là tôi ở trên Sài Gòn có người nhà ở dưới này, mà trên Sài Gòn có mua 53 miếng đất. Thì cái đất nó nằm trong cái khu của những cái người mà họ lao động nghèo. Thì cái khu đó hiện tại bây giờ là ở đường Quang Trung, Gò Vấp các bạn. Hôm nay là liều mạng là kể cụ thể chút xíu để mấy bạn có thể mừng tượng bạn biết là đường Quang Trung, Gò Vấp. Thì bà đó bà mua đất ở đó, là một phần là bà sống ở Sài Gòn, nhưng mà bà đón đầu bà mua ở đó là một phần. Thứ hai là bà lấn sân về phần Củ Chi, Tây Ninh. À, là bà mua dăm ba miếng đất ở đó nữa, bà để dành. Vì bà nghĩ rằng là sau này khi mà Sài Gòn phát triển thì người ta sẽ bắt đầu đổ xô đi mua đất từ cái phần Quang Trung, Gò Vấp. Người ta mua, người ta đổ về xa ra, cái vùng xa ra Bình Dương, rồi Tây Ninh, rồi Củ Chi này kia đó. Rồi thì bà mua ngay cái góc đó, đúng theo cái lời tả của bác kể đó. Tại vì bây giờ hiện tại đó là bác cũng không phải người ở Sài Gòn, cho nên Tân chỉ kể theo cái mừng tượng của bác thôi. Thì đúng lời bác kể là sẽ đi qua cái cầu đường Quang Trung, Gò Vấp, đi qua cầu và đi xuống, là đi thẳng đâu đó khoảng độ là 5-6 km là sẽ có một cái hẻm quẹo. Cái hẻm nó rất là bự, khi quẹo đi vô là một cái vùng đất bao la luôn, rất là nhiều người ở đó, người ta vẫn còn làm ruộng làm rẫy ở đó, mặc dù là ở Sài Gòn. Là theo lời tả của bác lúc đó nha, còn bây giờ Tân không biết là người ta làm gì, mà Tân nghĩ bây giờ chắc là nhà cao cửa rộng hết rồi. Thì bà mới nói là tôi có mua dăm ba miếng đất ở đó, nhưng mà tôi cho người ta xuống đó để mà làm ruộng, cho người ta làm ruộng làm rẫy. Nhưng mà cái ruộng đó làm là để làm chơi thôi, chứ không phải làm là để mà kinh doanh lợi lộc gì, để mà giữ đất sau này phát triển, để mà người ta mua đất người ta xây nhà. Thì tá điền, người làm công của tôi, sao mà cứ đột tử chết rất là kỳ. Mà tôi á, thì rất là ít khi muốn người ta chú tâm vô cái chuyện cơ ngơi, công ăn chuyện làm của tôi. Nhưng mà cái chuyện người làm mà cứ chết trên cái mảnh đất của tôi á, thì lần nào tôi cũng bị gọi lên hỏi. Tại vì người làm của mình mà, chết trên đất của mình mà, không phải chết một người. Mà từ cái lúc mà bà Tuyền gặp thầy Ba Minh đó, là đã chết 5 người rồi. Đã chết 5 người rồi. Thì thầy Ba Minh cũng ngỡ ngàng. Thầy nói đất gì mà gớm như vậy, đất gì mà ghê như vậy, đất gì mà người ta ở mà vô đó mà chết lộp đợp ghê gớm vậy. Thì bà Tuyền bà mới nói rằng là nghe đâu người ta nói đất này đất linh, đất thiên, là tuyệt đối không mua. Nhưng mà do tôi là người làm ăn, tôi không có tin. Mặc dù theo Phật tử, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tâm mình tốt là được. Mình đâu có hại ai. Mình đi làm từ thiện, mình mua đất, mình để đó, mình đầu cơ. Mình đâu có làm cái gì. Mà tại sao người làm của tôi, tá điền của tôi lại chết như vậy? Mới hôm kia khi mà tôi định xuống gặp thầy đó, là người thứ 6. Nhưng mà người này hiện tại chưa chết, nhưng mà bị liệt, không nói chuyện được. Thì các bạn biết cái lúc này đó là thầy Ba Minh mới nói rằng là bây giờ cái chuyện này lần đầu tiên thầy Ba Minh mới nghe tới. Là một cái người thầy Pháp đã trải qua rất là nhiều kinh nghiệm, đã gặp bao nhiêu ma quỷ rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mới gặp được một cái trường hợp kỳ lạ như vậy. Thì lúc này là thầy Ba Minh mới nói rằng là tôi phải đi Sài Gòn một chuyến. Nếu như bà không có ngại thì thu xếp dùm cho cái chỗ ăn, chỗ ở cho thầy trò tôi. Là thầy Ba Minh với bác cùng đi đó. Thì bà mới nói là tôi đâu có ngại gì, nhà không có gì ngoài tiền. Cho nên là thầy với lại cháu đây cứ lên xe có sẵn, tôi đưa lên Sài Gòn. Nếu thầy giúp tôi được cái chuyện này đó là tôi thưởng rất là hậu. Thì thầy Ba Minh mới nói rằng thôi, tiền bạc tôi không lấy, chỉ xin đủ tiền xe về với lại đủ tiền cho con nhỏ đóng tiền học tháng này thôi. Còn lại bà thấy được đó, bà lấy cái tiền đó bà làm công đức đi. Đó, bà làm công đức, bà giúp đỡ cho những người tá điền đã làm cho bà mà người ta nằm xuống, để cho vợ con người ta có được cái chén cơm khi mà cái người lao động chính mất đi. Cái tâm thầy Ba Minh tốt mà. Thầy không phải là cái người mà đòi hỏi vấn đề tiền bạc, mà thầy chỉ muốn đi trừ gian diệt bạo thôi. Thì khi mà lên tới cái vùng đó, đó, vô cái vùng đó thì thầy mới nhìn xung quanh, thầy mới rút ra một lá bùa, thầy mới viết trên đó. Nhưng mà lạ một điều, đây là lần đầu tiên bác nhìn thấy sư phụ của mình viết chữ trên bùa mà không dùng chu sa, mà bác sử dụng ấn. Thì cái cách sử dụng ấn đó các bạn, thì người ta sẽ sử dụng như vậy. Thì thường các bạn sẽ thấy cái bàn tay người ta sẽ là như vậy, đúng không? Thì các bạn sẽ nhiều người không hiểu là tại sao mà người ta sẽ sử dụng cái ấn như vậy. Cái ấn như vậy đó, đối với một môn phái khác thì Tân không biết, nhưng mà riêng với người thầy Pháp hay là những người thầy Pháp mà Tân biết đó, nó giống như là cái chân của một cái đinh hương để trên bàn thờ. Đó, khi mà người ta để như vậy, người ta vẫn có thể kẹp cây nhang ngang cái chỗ này được. Đó, ta có chúi xuống đây nữa thì cây nhang nó cũng sẽ hoạt động. Và đây là cái cách để mà người ta sử dụng một cái loại viết bùa trong chân không, là trong không khí. Người ta viết lên ngực của người ta, viết lên ngực của người mà bị nhập, hoặc là viết lên bùa nhưng mà không ai nhìn thấy. Cái chú này chỉ có tác dụng tạm thời. Cái cách viết bùa này chỉ có tác dụng tạm thời thôi. Khi viết lên cái lá phong nó quăng theo chiều gió là nó sẽ bay đi tìm cái con ma, hoặc là nơi có mộ tự người chết oan, để mà phân định được rằng là cái hồn ma dữ đó ở đâu. Sau đó khi tìm được mộ tự rồi thì mới tìm cách để trấn yểm cái mộ đó. Thì là quá đơn giản. Thì khi mà thầy viết lên rồi thầy quăng nó lên trong gió, thì điều bất ngờ đó là nó rớt xuống lại ngay dưới chân thầy Ba Minh. Tức có nghĩa là báo hiệu trong vùng này không có mộ tự, không có người chết oan, và cũng không có ma quỷ dữ. Thì điều này làm cho thầy Ba Minh rất là quan ngại. Tại vì sao? Một, người ta đã nói là có người chết theo kiểu kỳ lạ như vậy á, một là phải có ma quỷ. Mà cái báo hiệu của cái chú, cái bùa đó nó không linh, thì có nghĩa là cái người đó chết bình thường thì quá mừng, do duyên số thôi. Nhưng nếu như thực sự có chuyện tâm linh mà chết như vậy mà lá bùa không hiệu nghiệm, thì con quỷ này phải là quỷ ngàn năm, là quỷ dữ. Thì những cái lá bùa mà từ thầy Ba Minh nó không có hiệu nghiệm, đồng nghĩa cái việc trấn yểm nó không hề dễ dàng một chút xíu nào. Thì cái cách kế tiếp nữa là thầy phải xin là cô Tuyền này lại dẫn đến cái nhà mà cái người thứ 6, cái người mà hiện tại chưa chết nhưng mà bị liệt. Thì khi mà tới đó là liệt nửa người, cho nên là nói chuyện không được. Nhưng mà thầy lại một lần nữa viết bùa lên ngực của người đó, rồi sau đó viết một cái lá bùa để lên trán người đó. Thì người đó bắt đầu có những biểu hiện của người đã từng gặp ma và bị ma nhập. Cho nên lúc này là thầy mới cởi mở hơn chút xíu, là thầy mới biết được rằng là có ma nhập, chứ không phải là đơn giản. Thì đêm hôm đó thầy mới cùng với bác đó lấy cọng chỉ đỏ rào hết tất cả trong cái phạm vi mà có thể của cái nhà mà cái người mà bị liệt á. Tại vì thường các bạn, ma quỷ nó cũng giống như một cái thể loại giết người tâm thần. Nó sẽ quay lại nhà của cái người mà nó không làm hại được trọn vẹn. Tại vì cái người đó chưa chết, có nghĩa là nó chưa ăn được cái linh hồn đó, thì nó sẽ vòng lại nó ăn, vì nó hợp hoặc nó cần. Cho nên là phải phong ấn tất cả mọi thứ. Thì đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Đây là lần đầu tiên mà bác cũng như thầy Ba Minh va chạm một loài quỷ mà không hiểu gọi là như thế nào, mà chưa bao giờ có từ cổ chí kim, chưa bao giờ gặp. Một loài quỷ rất là kỳ, nó không vòng lại vào ban đêm. Thì lúc này là mọi người mới gỡ chỉ xuống để mà đưa cái người bị liệt đó đi chăm cứu, đi chữa bệnh. Tại vì người ta là lao động chính, mà một khi đã xảy ra cái chuyện đó là phải chăm cứu, phải đi hồi phục liên tục thì họa may mới lấy lại được sức khỏe. Thì lúc mà trên đường đi chăm cứu đó thì tự nhiên thấy đưa về, tự nhiên đưa về mà vợ con khóc quá trời. Thì cô Tuyền, thầy Ba Minh với bác thì vẫn ở trong cái nhà đó, tại vì họ đang nghĩ rằng là con quỷ nó sẽ vòng quanh căn nhà đó. Thì tự nhiên ngoài kia khóc đưa xác cái người đó về, và người đó chết trên đường đi chăm cứu. Thì lúc này thầy Ba Minh hoảng hồn mấy bạn, mà tất cả mọi người bần thần hết, bần thần hết. Khi mà đưa vô thì sẵn có thầy Ba Minh ở đó, thì thầy làm cái lễ khâm liệm cũng như là đám ma cho cái người này. Và thầy bắt đầu ngồi thầy suy nghĩ, thầy nghĩ đi nghĩ lại, mà gia đình người ta đang bị sốc, vợ con người ta đang bị sốc, có nghĩa là ta gọi là không có còn bình tĩnh nữa để mà để thầy khai thác, thầy hỏi. Thì phải buộc phải chôn xong hết thì mới hỏi. Mà trong những ngày đó ít nhất phải 3 ngày, tại có những người chôn liền, có những người phải để đúng 3 ngày mới được chôn. Thì cái người mà bị liệt mà bị chết đưa về đó phải để đúng 3 ngày, đúng ngày giờ đó mới chôn được. Thì họa may là cái vong hồn mới được an nghỉ. Thì khi mà đem đi chôn xong hết mọi thứ đó thì thầy mới bắt đầu thầy vô nhà, thầy hỏi vợ con là bữa hôm đó là thấy mọi người khinh lên cán đưa anh đó ra ngoài, thì tại sao mà ảnh mất. Thì cổ nói là khinh ra ngoài xong đó, vừa nói chuyện với một cái người phụ nữ, người đó là cũng trong những cái người mà làm nông cho cái bà Tuyền này, cho cô Tuyền này đó. Thì khi mà nói xong cổ hỏi vài ba câu, cổ nhìn chồng của chị này rồi cổ đi qua. Rồi khi bưng ra ngoài xe là chồng của chị này mất. Thì lúc này là thầy Ba Minh mới bắt ứng để coi cái tướng số. Thì mới nhìn cái chị này mới hỏi là ủa vậy thì cái bà đó là bả như thế nào, bả ra làm sao. Thì cái chị này mới nói là bả không phải là người làm ở đây mà gọi là làm full, mà cái người giống như là đi vô để mà lo cái chuyện cơm nước thôi. Hồi đó có cái chị khác chỉ lo, nhưng mà bà này thì bả mới vừa lo thay cho cái chị này. Cái chị trước là chỉ lấy chồng, chỉ không còn lo cơm nước cho tá điền nữa. Cái bà này bả mới vô bả nấu bả lo. Và từ khi bả tới đó thì nhiều tá điền người ta cũng nói lắm, là tại vì bà này cái bả có cái tiếng cười rất là kỳ, và cái răng của bả vàng mà giống như là người hút thuốc lâu năm á, nó bị đen bị vàng đó, nó ghê vậy đó. Cho nên nhiều người ta cũng ấn không uống chung ly chung nước với bả. Có những người bị như vậy. Thì lúc này thầy Ba Minh mới ngộ ra một chuyện, là trên đời đến một loài quỷ, người ta gọi là quỷ tà linh. Quỷ tà linh. Thì cái loài quỷ này đó các bạn, nó là loài quỷ sống đã ngàn năm rồi, cho nên là nó có thể biến đổi thành con người. Và cái loài quỷ này nó gây ra cho con người rất là nhiều điều ghê rợn các bạn. Và thường là những cái người mà họ sống trong cái môi trường là buôn gánh bán bưng, đi làm sớm làm khuya đó, thí dụ như là buôn bán vé số nè, hay là đi xin nè, thì những người đó là những người là đối tượng của con quỷ tà linh này. Gọi nó là quỷ tà linh đó bạn, là vì răng của nó giống như là cái người mà bị viêm nha chu vậy đó, là nó sẽ có những cái núi máu cũng như là răng bị vàng rất là ớn. Và đặc biệt nó không xuất hiện vào ban đêm, mà nó giết người vào ban ngày. Nó giết người vào ban ngày. Và một khi nó cười với người nào á, mà người đó nhìn thấy đó, thì nó sẽ truyền cái tà khí qua người của người đó, nó hút cái hồn người đó, thì người đó sẽ lập tức bị chết. Còn nếu như không chết thì sẽ bị liệt. Nó giống như là một cái loại nọc rắn, khi vô cơ thể là người ta sẽ bị liệt, sau đó nó mới ăn cái hồn đó. Nhưng mà có những cái người vô tình, khi mà nó vừa nhìn nó cười mà để mới bị liệt thôi, thì người ta phát hiện ra, người ta ùa tới thì nó bỏ nó đi. Nó bỏ nó đi, nó không có hút cái linh hồn đó. Nó đợi khi mà mọi chuyện giãn ra nó mới dòng lại nó hút. Người ta gọi là quỷ tà linh, sống đã ngàn năm rồi. Thì lúc này là thầy Ba Minh mới phát hiện ra cái chuyện đó. Thì thầy mới nói với lại cô Tuyền á, là bây giờ ngưng lại cái chuyện mà làm ruộng ở đây đi. Tại con quỷ tà linh này là không có thể nào mà chứng yểm nó được, không thể nào mà chứng yểm nó được. Cái chữ tà linh là cái chữ mà thầy Ba Minh thầy đặt theo chuyện ngẫu nhiên thôi, chứ con quỷ này thật sự nó cũng không có tên rõ ràng, nó không có tên rõ ràng và không thể chứng yểm được nó. Và một khi nó biết có thầy pháp ở đó, nó sẽ biến thành hình dạng người khác hoặc hình dạng thú, nó bỏ nó đi. Nó có thể biến thành người hoặc thành chó hoặc thành bất cứ cái hình dạng gì nó muốn. Nhưng mà đặc điểm nhận biết là nó sẽ có cái nú chảy máu và răng nó màu vàng. Không thể nào chứng yểm được nó, chỉ là làm cho nó sợ, nó bỏ nó đi thôi. Và nó không bao giờ nó hút được hồn người thầy pháp, tại vì thầy pháp chân chính nó không thể nó hút được. Là do những người thầy pháp đều được thầy mình truyền lại một loại bùa, để mà loài ma quỷ có dữ nhất cũng không thể ăn được cái linh hồn đó, vì nếu ăn nó cũng sẽ chết luôn. Cho nên thầy Ba Minh đâu có thể nào mà bắt được nó, mà nó cũng không thể ăn được thầy Ba Minh. Cho nên là nó ăn cái linh hồn cái anh mà bị liệt đó, là tại vì ảnh nó ăn một nửa rồi, nó ăn một nửa còn lại rồi nó bỏ trốn. Mà đúng như sự thật thầy Ba Minh đoán, là cô Tuyền này cổ đi rao cái thông tin của tìm cái bà đó mà không có bất cứ một thông tin nào của bà đó, nhà ở đâu làm gì hết. Nào giờ không ai biết bà đó là ai. Thì đây là một câu chuyện ma mà bác gửi về cho Tân, về một loài quỷ mà tự đặt, bác với thầy Ba Minh tự đặt cho là chữ tà linh. Là tà khí, linh là linh nghiệm, là một cái tà khí linh nghiệm quá mà mình không thể nào biết nó là ai, ở đâu. Là một loài quỷ cao tay hơn cả thầy pháp mà không thể bắt được. Sau cái lần đó thì cô Tuyền hoang mang lắm mấy bạn. Cô Tuyền có hoang mang lắm. Cái miếng đất đó không có thể nào mà bán được, tại vì nếu mà bán thì lỗ. Cổ đã thâu mua mà, cổ thâu mua một lần mấy miếng, mà bây giờ phải chia nhỏ ra bán từng miếng trong cái lúc mà cơn sốt đất nó chưa tới. Mà bán lụi như vậy thì lỗ rất là nhiều tiền. Mà bây giờ giữ lại đó, bây giờ mà giữ lại thì liệu con quỷ nó có vòng lại không? Trong khi nó có thể biến ra thành người hoặc là biến thành con vật thì làm sao mà trừ. Cho nên lúc đó thầy Ba Minh mới nói rằng là hãy xây một cái am thức thờ Phật Bà ở đó. Vì con quỷ nó sợ cái vía Phật Bà, phải xây một cái am thức thờ Phật Bà ở đó. Ngày nào Phật Bà còn đứng về cái hướng đó thì ngày đó nó không bao giờ xuất hiện. Mà đây là một loài quỷ rất là hiếm khi xuất hiện trong đời sống của người dân, chỉ là vô tình thôi, chứ còn bình thường là nó sống trong rừng. Nó thường xuyên biến thành những loài động vật để mà ăn động vật, chứ nó không phải là loài để ăn con người. Cho nên thầy pháp ít khi va chạm được với nó. Đây là lần đầu tiên thầy Ba Minh mới nhìn thấy nó. Còn những kiến thức biết về nó là những gì được truyền tay từ những thầy pháp trước đây đã vô tình từng gặp, chứ cũng không có một cái tư liệu gì về con quỷ tà linh này hết. Thì đây là một câu chuyện mà lần đầu tiên hai thầy trò không chứng nghiệm được. Đúng là núi cao có núi cao hơn, quả quýt dày có móng tay nhọn. Nhưng mà dẫu sao thầy cũng đã để lại, và bác cũng đã để lại một con quỷ mà để sau này lỡ chúng mình hay khu mình có cái sự việc giống như vậy thì mình biết cách mà mình tránh. Hai các bạn, câu chuyện hôm nay quá đã. Đối với Tân là quá đã, tại vì bác đã truyền lại cho Tân quá nhiều những cái kiến thức về tâm linh mà thật sự rất cần để mà có một câu chuyện về tâm linh của người Việt. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.